Rồi hello mọi người nha, em chào toàn thể quý vị khán giả của kênh HKTM Cần Thơ nha. Thì hôm nay tiếp tục rảnh, sẵn tiện đây có xe gài đội. Thì anh em 63 xuống mua xe ủng hộ cửa hàng nha. Thì sẵn tiện đây có xe gài đội thì em quay cho anh em luôn. Thì khách đã quyết định chốt con xe biển số 65F1-17748. Xe này nó là xì bo 2000, đầu 41, con này là hải quan chính ngạch, đầu nguyên zin nha. Con này giá là 310 mấy triệu. Thì xe này nói chung là anh trai nó giờ coi cũng tham khảo cũng khá là nhiều xe rồi. Tại vì ở dưới này bên cửa hàng dọn cũng khá là nhiều xe, với lại đa phong cách quá trời luôn để anh trai lựa. Nên là nãy giờ anh trai cũng đã xem xét khá là nhiều xe. Thì cuối cùng anh cũng đã quyết định chốt con xe này 2000 đầu 41, hải quan chính ngạch. Nguyên xe này là đồ zin bích xe luôn nha. Thì xe này bán giá chính xác cho anh trai là 318 triệu, anh trai quyết định lên bánh mâm. Thì nói chung là bên cửa hàng bán xe thì đều có chế độ bao thai màu áo, bánh căm, bánh mâm hoàn toàn miễn phí cho anh em. Nên là anh em cứ yên tâm mua xe nha, nói chung là thai miễn phí hết cho anh em, giá trị tương xứng. Rồi nãy giờ anh trai cũng đã xem một con này 98 nè, anh trai cũng đã coi xe chia 2000 luôn rồi. Nhưng mà cuối cùng anh trai đã quyết định lấy xì bo 2000 đầu 41 cặp nha. Rồi cảm ơn anh trai đã ủng hộ cửa hàng. Thì hiện tại cửa hàng em cũng còn rất là nhiều xe để đáp ứng nhu cầu của anh em. Xì bo 110 nè, 120 các đời 98, 99, 2000, 201, 202 em còn nhiều lắm. Thì da dách nữa, da dách thùng lướt bản thường, bản Movista gì em cũng đều có đủ hết. Nên là anh em nào cần mua xe hoặc cần tư vấn thì alo trực tiếp số điện thoại của Tiến. Số điện thoại em là 0345 846 819 nha. Anh em có thể gọi trực tiếp số điện thoại hoặc là kết bạn Zalo với em cũng được. Đây để em đọc lại số điện thoại cho anh em lưu vô điện thoại khi nào cần alo nha. Số điện thoại của em là 0345 846 819 nha mọi người. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi để đây sẵn tiện em quay một sơ một vòng những xe có mặt trong cửa hàng để anh em xem muốn mua xe nào, thích xe nào thì mình có thể alo luôn nha. Đây là 98 đầu 22, con này hải quan chính ngạch. Con này biển 66 Đồng Tháp, giá là 24x 240 mấy triệu. Xe em dọn sạch đẹp từ trong ra ngoài rồi, máy móc cực kỳ ngon luôn. Em nổ máy cho mọi người nghe nha. Bô này là bô zin em sơn giả gam nha, nổ cũng không khác gì bô gam luôn, nổ cực kỳ hay. Nói chung con này giá cũng vừa chơi lắm nha mọi người, 240 mấy triệu thôi là anh em đã sở hữu được một con 98 xì bo 120, 98 đầu 22, hải quan chính ngạch, sang tên chính chủ, hợp lệ toàn quốc rồi nha mọi người. Anh em nào hợp nhãn alo trực tiếp số điện thoại giùm em nha. Còn bên này cũng là giá nó cũng vừa chơi cho anh em luôn, 240 mấy triệu, bằng giá con 98 bên đây luôn. Mà con bên này là Sachi 2000, con này là F125 ID39, con này là hải quan chính ngạch nha, biển 68, giá con này cũng là 24x luôn, 240 mấy triệu. Thì máy xe này cũng cực kỳ ngon luôn nha. Để em nổ máy cho anh em nghe luôn. Đó, thì xe này là cửa hàng dựng lại xe thùng. Thì anh em về chỉ mua về xăng nhớt cho mình chạy thôi, không cần làm gì nữa hết. Thì tại cửa hàng đã dọn sẵn và canh chỉnh sẵn cho anh em từ A đến Z hết rồi. Mua về thì mình chỉ việc là chạy thôi nha. Đó, giá chỉ có 240 mấy triệu thôi. Ngoài ra thì trong cửa hàng cũng còn rất là nhiều xe luôn. Thì da dách nè, thùng lướt nè, rồi bản Movista bản thường còn rất là nhiều luôn. Này, này bản thường nè. Đó, nói chung là xe thì còn khá là nhiều, khá là nhiều để phục vụ cho anh em đam mê. Thì anh em nào hợp nhãn xe nào thì mình có thể lựa chọn, alo trực tiếp số điện thoại giùm em nha mọi người. Rồi thì em cũng quay một cái video xe gài đội ngắn ngắn cho anh em xem thôi. Thì anh em nào thích xe nào thì có thể alo trực tiếp nha. Đây đây anh khách, là anh khách mua xe nè. Đó, đây là khách mua xe. Thì anh trai đã quyết định lấy chiếc này 2000 đầu 41. Đó, nói chung là cũng cảm ơn anh em ở gần xa đã tin tưởng và ủng hộ cửa hàng rất là nhiều. Thì cửa hàng còn rất là nhiều xe, anh em nào thích thì có thể alo trực tiếp giùm em nha. Cảm ơn mọi người đã xem clip của em. Chúc mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ. Rồi chào tạm biệt mọi người nha.